Ngày 19 tháng 9, Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch số 165 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, đông dân cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ có mật độ đông người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tới các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu Ủy ban dân huyện tới điểm cầu 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại điểm cầu Ủy ban dân huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo công an huyện đã triển khai các nội dung như kế hoạch số 165 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, báo cáo việc thực hiện chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, tính đến nay, huyện Định Hóa đã xây dựng được 44 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng 199 mô hình điểm chữa cháy công cộng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trên 21.800 người, đạt 82% chỉ tiêu. Toàn huyện đã thực tập 17 trên 44 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đạt 38,6%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau: tổ chức kiểm tra các quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ mật độ đông người trên địa bàn huyện, rà soát lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, nơi dễ xảy ra cháy, xây dựng lịch kiểm tra, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị theo kế hoạch số 23 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban dân huyện về thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện.